Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kinga. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Six Kinder Light. Yeah, yeah, thì yeah. Okay, game này khá là giống với một cái game mà mình đã chơi qua. Thì game này là nó sẽ có hai thằng biến thành quái vật, nhưng mà nó chưa biến liền đâu. Cơ bản là nó sẽ là người nhưng mà nó trà trộn vô. Đấy. À, ẩn núp, ẩn mình. Được cái là con quái vật nó không có cầm súng, nó không có súng, nó cầm. Nào cầm súng là biết là thằng đó là người đó. Ok. Thằng nào mà cứ đi tay không mà hiên ngang là biết là quái vật rồi đó. Ừ, mong mong manh dễ vỡ lắm nha, đụng chứ mà nó nghĩ là anh biết không có giật liền á. Ok, thì nếu như các bạn nào thích cái video này á, đừng quên bỏ lại một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và Bami để nhận nhiều video mới nha. Ok. Hành trình đi săn ha, không phải săn mà là đi mở cái xe. Có cái máy kìa, cái máy kìa. Không cần mở đâu, chỉ cần lít vô là được rồi. Vô lít rồi đó, ta lít rồi đó. Ồ cái trò má, nó cầm cái súng mà nó quăng luôn quăng xuống mà nhìn như thiệt cái mày. No no, cái gì vậy sao chạy hết trơn rồi. Ủa quái vật kìa. Ủa quái vật mà sao có hai cái thành trên đầu vậy. No 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 no, chết thôi. Rồi ăn cám luôn, cái lụ đạn chết luôn mới ghê chứ. Ủa nó cào ghê quá. Ôi nó còn có 5 miếng máu mà. Mày chết chưa? Còn mấy máu. Ủa mày đi luôn hả? Ừ chết rồi. Đi về nó xa quá luôn rồi. Gọi 1010 tiền không cho xu nào mới ghê chứ. Bây giờ casino ốc à, rồi attribute được 5 điểm nè, để nâng dễ đâu. Ok, ta sẽ nâng hết vô đam. Nâng đam luôn à, ghê vậy. Ừ, nâng đam cho nó mạnh bắn cho nó sướng. Forest đi, Forest lạ nè, Asylum mới chơi nãy mà. Đi nhà thương điên đi. Asylum nãy mới chọn xong. Ai mình không có lập ra đi kì mày không được nha. Ừ. Ok, chọn nó chọn Asylum rồi. Rồi té luôn rồi, hay thật. Ok, bắt đầu vô trận thôi, để coi bây giờ là mình sẽ được làm thằng nào đây. Ủa. Đê. Mày là gì vậy cô? Thử hồn chứ tao là. Ê tao cũng vậy nè, ba con quái vật luôn. Còn mày là gì? Quái vật nè, tao đây. Vãi, hôm nay hên mày. Có thêm thằng nữa, có ba thằng quái vật. Biến thành người đi ba. Cẩn thận đi. Ừ, từ từ đi ra đó, hãy biến. Cái gì? Biến thành quái vật đi, chém nó luôn nè. Mày hả bưởi. Chặt nó đi, Rồi. Ôi giời. Ôi giời. Ủa trời, sao nó chặt nhanh vậy? No. Tao vội vàng quá vậy. Trời, tao bay vô tao solo với nó luôn mới ghê chứ. Không biết cái thanh máu mình nằm đâu luôn á. Gì nữa? Bây giờ thành rồi. Khổ tâm thiệt. Chết rồi. Hay quá cô. Ráng lên. Chết rồi hả? Chết rồi, nãy tao ra tao solo chứ đó luôn. Tao quên mất cái thanh máu nằm đâu, tao chết ngắt luôn. Đây là mày phải tự quá. Ừ. Còn bốn thằng nữa, mày thấy nó nằm đâu không? Bốn thằng hả? À, nó đi trong cái hành lang, hai thằng đi trong cái hành lang gì mà giống như cái hầm, và ba thằng luôn hả? bốn thằng luôn đang trong một cái mê cung á. Rồi ok, nó đang trên kìa, ở đâu mày cứ đi kiếm cái hành lang nào mà chật á, mà đi nhảy lên không có ngoài đâu, ở trong á tỏ vậy, ở trong cái tầng hầm vậy, giống như cái hầm vậy, giống như cái hành lang lỗ ông gió vậy á. Máu tao rồi, máu tao còn có chút xíu à. Tao thấy có một mày máu mà còn 106 á. Ừ đúng rồi. Hồi nãy tao thấy máu tao còn không. Nãy tao thấy máu tao còn 900 mấy luôn mà sao tao chết kìa tao. Ủa tao không thấy nó mày ơi. Vãi. Tao thấy có nguyên cái đường mà sao có mình mày đi ngoài ta. Thanh niên tù có chết rồi thì. Ê chui đó. Đúng rồi, đi theo hành lang đó, nó đang ở trong hành lang đó. Rồi quay phải luôn. Okay, nó có máy. Rồi quay phải cái nữa luôn là thấy nó luôn á. Ủa phải lộn, này cái máy. Bốn mày nhìn nhầm rồi. Rồi. Cứ đi hành lang đi, đi tiếp đi. Ừ. Quẹo qua hành lang đối diện á, đối diện có cái hành lang nữa.
ok ok, đợi xíu. Tao không biết là tao gặp nó ở đâu luôn nè. Nói chung là nó ở trong đó đó. Còn mình mày sống rồi hả? Ở còn mình ngon à. À chỗ này cái cửa. Đó nó kìa. Chặt nó, đúng rồi, bốn đứa trong đó luôn á. Chặt đâu, yes. Chặt hai thằng nè. Thằng nè. Chỗ nó chạy rồi. Trời chết luôn. Hả? Còn hai thằng gần đó luôn á. Ok ok. Đi hướng bên trái nha, đi hướng bên trái nha. Đúng rồi. Nó đang ở bên trái ở dưới chân mày á, bên trái dưới. Ôi ấy, đi ngược rồi. Nó đang ở bên phải dưới của mày. Như ngược ngược á ba, nó ở sau lưng mày mà. Bây giờ hả? Tao đâu thấy đâu. Hồi nãy tao đi hướng đó đó, tao đâu có thấy đâu. Nó đang ở dưới chân mày bên phải á. Giờ mà kiếm cái lỗ nào bên phải ở dưới chân mày đi. Bên này phải không? Ừ, đi hẳn tới luôn rồi phải luôn. Họ đi sau cái nó trong cái hướng bên phải, nó đang ở sau lưng mày á. Ủa là sao mày hả nó? Hồi tao rối não luôn. Rồi đi hẳn đi, đúng rồi, đi hẳn nhìn cái hướng bên trái. Thấy rồi. Ừ, đi vô đi. Ôi. Đó. Ồ vãi, có thằng núp gì đó nữa chứ. Hồi nó có nguyên AK-47 luôn. Tao thấy mà. Ồ hai thằng luôn. Chết. Hay quá kìa, chưa chết. Nói nhảy xuống kìa. Đừng để chết. Yes. Hay quá, một mình mày với thằng cu kìa đi vòng vòng rồi. Hái nhỏ quá, hồi nãy biết vậy rồi hit and run đi chơi solo ghê quá. Ồ vãi, cuối cùng mình cũng win rồi. Ôi mệt thật. Ở khỏi hình như không phải win mà còn một đứa còn sống nữa đúng không? Ừ, có thằng nước ngoài còn sống nhưng mà tao không biết nó núp ở đâu rồi. Ồ mà vãi thật. Ok à. Mình đủ tiền nữa, mình mua được cái súng rồi. Mày đủ bao nhiêu tiền rồi cu? Mới 1196 à. Trời sao ai mà chọn Asylum hoài vậy? Mà không biết có nên mua MP5 không nữa. Thì tùy. Ok vô trận rồi kìa. Giá này làm người. Giá này tao cũng làm người nè. Giờ tao không chơi ngu nữa. Vô đây nè. Giờ từ nha, chị thấy nó giờ. Ừ, tao biết rồi. Sao hồi nãy tụi nó leo lên cho này hay coi. À, chỗ này có cái cục hang leo lên. Trời ơi, ước gì. Ok, nhấp rồi đó. Ok, đi kích nè. Ok. Qua đây nè. Đứa nào không cầm súng là bắn nó liền. Tất nhiên rồi cu. Hồi nhấp vô máy chưa? Nó tự kích một lần thôi. Ok. Trong đây có gì ở đây không? Còn có cái gương với cái bồn cầu. Không có nhu cầu. Trong này có người sửa máy rồi. Ừ ok. Ở đây không có nhu cầu nên ra lại. Ủa sao hai con bot này nó hiền chứ ta? Không chưa đâu, chắc nó đồng không nhà trống, nó đang một mình nó hiu quạnh, bắt đầu lát nó chạy tới nó hốt. Vãi. Còn đúng 11 thằng mới ghê chứ, nó chưa nãy giờ. Máu nó sụp rồi kìa. Yeah, tao đang sửa máy tiếp theo đây. Ok, sửa hết rồi đó. Sửa, đang có sửa luôn. Trời ơi, bình gì mà cao vậy, bình gì mà có 0.5 mili lận. Bình kiểu này là chết người luôn ấy. Ok, cái nào sửa rồi. Ồ. Ồ mày. Sao tao thấy máu con bót sụp kìa ba. À cũng thấy nè, nhưng mà tao đâu có biết nó đang nằm đâu. Ở đây tối kinh dị luôn. Ngoài này đi hết cho trò, còn một chỗ mày không đẹp, mày không mở ghê chứ. Có một cái đó mở rồi mà. Không, chỗ đó chưa mở. À, chỗ xa lắc của nó đó hả? À. Tối quá đi, tưởng nó ngõ cục chứ. Mày phải mở cho hết, không rồi chút nữa còn thiếu một cái ngồi đi tìm cái ông nội luôn á. Trời, 17 cái trên 9 cái, 9 cái trên 17 cái. Rồi vô nhà kiếm tiếp. Ở trên cùng có cái chưa mở kìa. Trên lầu có nè. Ừ, đi kiếm cái đường đi lên, lên đi, đây tối quá không thấy gì hết trơn. Cẩn thận nha, tao không muốn chết sớm đâu á. Ok. Cố gắng lên 1.500 để mua cái súng ngon xài xài. Đấy. Một bóng hiền dữ vậy. Cái này có chỗ núp nè. Ê nó kìa no. Đâu. Bên phải, đúng có dắt bên phải. Bắn nó đi. Ờ, ta đang đi mình nó sẽ chết, ta đi ra lại nè. Ủa mấy con thử. Bắn nó. Từng người bắn, người này gài đạn, người kia bắn. No, kia nó chạy rồi, kia hết đạn rồi, chạy.
chưa gặp, chạy rồi, tôi hết đạn, chạy. Tao cũng hết đạn luôn rồi, nó chạy đây. What the hell? Núp vô, núp vô, núp vô. Núp vô. Trời chết luôn cái kia. Trời, nó không. Ê, hết đạn rồi, giờ có lấy đạn đâu cu. Bây giờ làm cho cái vụ lấy đạn này, ba. Yeah, nó chạy rồi, tao đi, tao ráng tao lại, tao bật cái máy phát điện đây. Ừ, cố gắng đi, cố gắng. Chỉ đường cho tao, chỉ đường cho tao, chỉ đường cho tao. Rồi tao sợ nó quá, tao hết đạn rồi. Thôi tao giấu cái này vô đi, nó nhìn tao không cầm súng, nó tưởng tao bạn nó. Bạn chứ. Rồi đang đi rồi, nó hiện ra cái chạy không kịp luôn á. Cái đam nó cao thiệt, nhưng mà đạn nó ít quá, mình không thể nào một mình mua đạn gì được. Sao ta? Trong đây có cái gì đang không? No. Yeah, tao alive. Mình luôn mới ghê chứ, alive luôn kìa, trời. Một mình mày với hai con quái vật mới ghê chứ. Giờ tính là tao cũng alive được hay thiệt chứ. Hết giờ. Ok, chắc là bây giờ là mình không biết. Ê, bây giờ cái khác biết đi. Mua súng gì luôn á. Tao được 1293 rồi nè. Thôi kệ, mua đại cái súng nào cùng giá đi. Này ngày 2000. Mua M5 đi, đạn nhiều lắm. Mua bấm lúc nào ta? Tai nè, equip. Ok, và okay. Bây giờ là mình sẽ nâng cấp cái đàm của mình lên. Ow. Yeah. Ta nâng được, ta nâng được 10 đàm nữa, ta là người mày là quái vật phải không? Ừ. Má hoài vậy ba. Nhỏ cho thanh niên mới vừa mua được cái súng không được làm người. Hấp xả mấy bọn kia mới được. Hả, à, kia ai nhỏ dám manh. Chị nhỏ ba. Mới mua súng không được xài được làm quái vật. Đúng rồi, cái cặp nhỏ nhỏ đó. Súng em chưa xài một lần, súng em đã đóng màn nhện. Nó. Ok, tập trung, mở máy đi. Từ từ, cái map này lọn lắm, map này dễ ăn hành lắm. Từ từ nha mọi người, từ từ thôi. Cước ra đếm húi lắm. À, kỳ vậy. Rồi nó vô. Cẩn thận, cẩn thận. Mày cẩn thận cái gì? Mày là quái vật mà mày kêu cẩn thận cái gì? Tao phải cẩn thận chứ, cậy mấy con AK không sao được mà. No. Trời. Trời máu gì mà ít dữ trời. Trời, nó đập một cái một băng cám luôn chứ. Không tưởng tượng được. Trời ơi, tính lại con này như nó mạnh hơn con kia hay sao á. Trời ơi, con nó tàn sát kìa. Trời ơi, là chị bắn hụt. Rồi, xong nó giết hết 10 cái map luôn. Ờ, còn có 3 đứa à. Trời ơi, quá kinh luôn. Phải nói là tôi. Tập hành, ba. Rồi. Coi chừng chết, coi chừng chết đó nha. Rồi xong chết thanh niên. Ăn cám một thanh niên, còn một đứa nữa, hai đứa nữa. No, no, chết luôn. Rồi ăn cám, hai thằng hấp hành thằng. Rồi ba thằng giết thằng chứ tự trời, trời ơi trời. Dễ sợ thiệt. Kinh thiệt. Thôi, ta xong to luôn. Ta mới 3% mà. Ok đi rồi. Ủa cái gì tao hôi vậy? Ai thì nghe chứ có hôi là biết mày là hiệu mình rồi. Ủa gì mày làm quái vật hoài vậy? Tao không phải là quái vật, tao cũng là hiệu mình luôn. À. Cơ bản game này dễ nhận biết lắm, thằng nào không cầm súng là cứ bắn hết thôi. Nó là người thật thì nó sẽ không chết. À. Vậy má. Vì ba làm hết hồn mà có ai đây đâu, ở có rồi. Tại nô, tao chạy ngược đường rồi, thấy ba tao rồi. Rồi chết. Trời sao dễ chết quá vậy. Trời, cái đường lên xuống. Làm tao đang chạy ra, cái đã đợi tao đụng chúng bức tường, cái tao quay ngược lại, tao không biết tao đang ở đâu, tao chạy, hồi tao lại trúng ngang quái vật luôn. Rồi, tao ăn anh rồi. Xong rồi xong ga đi luôn. Ga đi bắn muối luôn rồi. Mẹ
kẹt là nó bót à. Máu gì mà yếu xìu à, chắc tao lát tao phải nâng máu quá. Nó giảm mát anh luôn. Ok thì mình mới vừa phát hiện ra ở đây là nó có một cái equipment và trong đây nó sẽ có hai cái giáp và equip. cái nón cối nữa nè. Nó có chú bộ đội. Ủa tao equip chưa mà sao tao không thấy nó mặc gì hết trơn vậy ta. Ủa mặc hết rồi mà nó không hiện lên. Nó sẽ giảm xuống một chút. Ê cô, tao mặc vô thấy người tao cũng vậy, không có lòi ra ngoài gì hết trơn. Ủa vãi. Mày có thấy bộ giáp không? Nó mặc cho vui vậy thôi chứ nó đâu có hiện ra ngoài chắc đâu. Chắc nó mặc ở trong bộ đồ mình á. Wow, nguyên cái bãi rác xe hơi luôn. Này giống Left 4 Dead kìa mày. Ừ. Ấy tao đổi nón vô nè, tao có nón nè. Mày nhìn. Ôi, tao có không? Nè, có nè, ôi sao mày nhìn tụt quá vậy? Nhìn mày ngộ. Có luôn kìa, mày thấy tao có áo vest không? Có. Chị cũng có đó. Ê, nhìn mặt tao ngộ mày, chụp tao tấm hình nha. Có. Ừ, chụp tao tấm hình tao đăng mày... Facebook. Thế tao chịu nổi luôn á. Ủa vãi tao hùi vậy. Ê, nhớ chụp tao tấm hình đăng Facebook nha. Ok, tao chọn mặt mặt hạ luôn. Trời đã tối rồi còn mặc cái nón vô nhìn không thấy đường gì hết trơn. Ê, cho tao mượn cái kiến nhìn vô nhìn trong đêm coi. Nè, tao điếc tao nè. Vãi. À, giật cái đuôi mà cái là tự nhiên trời sáng phải không? Giật cái nó ra sản phẩm á. Ừ, ra cái màu giống như cái đuôi mày luôn phải không? Quá đậm hơn mày. Đậm vãi cái đậm. Vãi kìa. Đi lo cái phía generator để mà nó tạo ra lối thoát để trốn kìa. Hai con quái vật. Máu ơi, máu nó đang mất dần kìa. Ừ, nó còn 800 mấy à. Ok, cố gắng chạy xa. Nói chung là đi vòng là sẽ thấy được cái đi cẩn thận cái nhà đập xịt nha cô. Ok, thấy rồi. Rồi. Đâu? Có đứa mở rồi hả? Ok, có đứa mở rồi, đứa nào lẹ tay dữ vậy? Ok, cố gắng mở hết đi, tao đang đi vòng nè. Rồi, tao đụng mất tường luôn rồi. Tao cũng thấy một cái generator nó đang mở kìa. Chắc cái đó tao mới thấy á. Ủa vãi, cũng như không. Ủa sao mấy đứa kia đâu hết trơn rồi ta. Trời, có cấu trúc trốn trong này mới ghê chứ. Ê. Ủa, quay lại cái xe luôn nó rồi. Cầm súng không vậy? Cái xe tao đang đứng đó, có cấu trúc nó không cầm súng nè. Nhưng mà tao bắn nó không biết nó có mất máu không nữa. Bắn thử đi, nếu như nó cầm súng là nó sẽ không bị mất máu đâu. Tao không thấy nó cầm súng mà tao bắn tao cũng không thấy nó mất máu luôn. Rồi, tao về lại vị trí ban đầu rồi. Thôi, chạy, con giật nằm trong kia rồi. No. Trời, nó bắn đâu kìa, hai con luôn kìa. No. Wow. Chạy đi. Chạy gì nổi, nó hai con nó dí sát ra, sát đít, nó thọt đít luôn rồi. Vãi. Vãi đi chứ. Thọt hoài bắn. Mới đi riêng lẻ là chết lẻ tẻ vậy đó. À, có con cái đây nè, ngay trong quái vật á. Nó đang đứng nó chờ nè. Giờ tao không biết chỉ sao nữa. Hai em biết ơi. Đúng rồi, anh chạy đi anh ấy. Chạy đi. Con báo nó núp nữa kìa, núp cây nữa kìa. Vãi, chết chắc. Chết. Chết. Giỏi cho Lan, giỏi cho Lan. Chết trong giây cuối cùng mới vãi chứ. Hết thời gian chết luôn, nhỏ giống anh. Forest. Ghê dừng clip. Ok, thì mình với Kha sẽ dùng video nào ta đây thôi. Thì bạn nào thích cái video này thì nhớ like, share video và nhớ subscribe cái channel của mình với Kha để nhận nhiều video mỗi ngày nha, chào mọi người. Bye bye. That's it, friend? Yes.